Chào cả nhà trở lại. Nếu bạn đang quan tâm đến thi cử, đỗ đạt của bản thân hay con cái, Khải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp về niềm tin, về nhân gian lẫn về khoa học. Ví dụ theo mệnh lý, trẻ thiếu mộc khi đi thi mang vớ màu xanh lá và có một cành cây trong túi là thêm may mắn. Bạn đã nghe qua câu con cái thông minh nhờ sao văn xương. Sao văn xương có nhiều cách tính, tính theo củ cung phi tinh mỗi năm. Ví dụ 2024 tứ lục văn xương bay vào hướng tây bắc, 2025 bay vào hướng tây, 2026 bay vào hướng đông bắc. Hoặc tính theo quẻ huyền không phi tinh của ngôi nhà để tìm ra sao tứ lục. Vị trí có sao văn xương bay vào, đặt bàn học giúp trẻ thông minh hơn. Hoặc có thể thỉnh bút văn xương, phù văn xương, kim bài văn xương đế quân để bổ trợ thêm cho trẻ. Theo dân gian, văn xương đế quân hay còn gọi là văn xương tinh là vị thần được dân gian tín ngưỡng, vị thần chủ quản về công danh, đỗ đạt, học hành. Trong những ngôi chùa người Hoa thường có thờ vị này. Ngoài ra, trong bát tự, nếu có sao văn xương hoặc là sao hoa cái, đích thị là một người tài hoa sáng dạ, học nhanh hiểu nhanh. Mỗi mệnh lý có những mật mã văn xương khác nhau. Khải Toàn sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài cách kích hoạt sao văn xương và trước khi đi thi nên làm gì để may mắn. Dĩ nhiên, yếu tố cần là trẻ phải siêng năng học tập. Những phương pháp chia sẻ nhằm thêm hỗ trợ. Về phần cha mẹ, nếu chư vị là bậc cha mẹ thông thái, chúng ta lựa chọn chương trình học phù hợp cho trẻ. Nếu ép thái quá sẽ mất cân bằng. Muốn cho trẻ tốt, có tương lai tốt nhất, không gì bằng giáo dục chân thiện thông qua giáo dục nhân quả. Phương pháp 1, sao tứ lục văn xương hàng năm. Theo củ cung phi tinh, mỗi năm ta tìm ra phương vị có sao tứ lục văn xương bay vào. Xin vượng cho sao này bằng vật có hành mộc đẹp. Ví dụ, cây cối, bức tranh màu xanh lá, hoặc là chúc phú quý. Nếu có thể đặt bàn học tập tại đây thì quá tốt. Để xác định chính xác vị trí từng phương vị, các bạn vẽ sơ đồ nhà lên giấy A4, kẻ chéo hai góc. Mời nhìn hình minh họa. Ta tìm ra chính giữa là tâm của ngôi nhà. Đứng tại tâm ngôi nhà, xoay la bàn trên điện thoại tìm ra phương vị muốn tìm. Giả dụ hướng đông là 90 độ, hướng tây là 270 độ. Giả dụ 2024 sao văn xương tứ lục bay vào hướng tây bắc, 2025 tứ lục bay vào hướng tây và 2026 bay vào hướng đông bắc. Tại những phương vị có tứ lục bay vào nên có mộc đẹp vào vị trí sao tứ lục, ví dụ cây xanh, viên đá thạch anh xanh lá, bút văn xương, tháp văn xương. Ngoài ra các bạn có thể nhờ thầy phong thủy tìm vị trí có sao tứ lục theo quẻ huyền không phi tinh. Kích hoạt sao văn xương sẽ giúp chuyện học hành thi cử thêm phần hanh thông. 2. Bổ trợ mệnh khuyết. Mỗi lá số có từ trường và mật mã khác nhau. Ngạ mệnh hay mệnh khuyết giúp cân bằng từ trường của bản thân với môi trường, từ đó thêm cơ hội tốt cho tâm trí minh mẫn. Giả dụ trẻ muốn hoạt bát lanh lợi, phòng ngủ nên ở hướng đông, đông nam, nam hoặc là bắc. Người lớn tuổi cần yên tĩnh, muốn dễ ngủ, phòng ngủ nên ở hướng tây trong ngôi nhà. Trước khi đi thi, chọn trang phục, vớ, phụ kiện phù hợp với mệnh khuyết sẽ gia tăng cơ hội đáng kể về đỗ đạt. Trẻ sinh mùa xuân đa phần thiếu kim, đi thi nên mặc vớ trắng, tay trái hoặc chân trái nên có một chiếc lắc bằng bạc, có thể mang theo một chiếc gương soi hình tròn. Trẻ sinh mùa hè đa phần thiếu thủy, đi thi nên mặc vớ màu đen hoặc là xanh dương, tay trái cũng nên có lắc bằng bạc. Cặp, hộp bút nên có hình cá, hình chuột. Đêm ngủ bên cạnh nên có chai nước lọc và nhất định tắm buổi sáng hoặc làm cho tóc ướt. Trẻ sinh mùa thu đa phần khuyết mộc, khi đi thi nên mang vớ màu ấm hoặc là xanh lá cây, tay trái có thể đeo một vòng đá màu xanh lá. Trong túi có một cành hoa, hình cặp hay là hình hợp bút nên có hình mèo, hổ, Doraemon. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng đông. Trẻ sinh mùa đông đa phần thiếu hỏa,
Khi đi thi nên mặc vớ màu ấm, nên dùng đa phần là màu đỏ, màu tím, màu cam. Sáng thức dậy nên hướng về hướng đông hoặc hướng nam. Hợp bút hợp viết nên có hình ngựa, hình chó, hình Hello Kitty cũng được. Vào mùa thi cuối năm, đa phần có lợi cho trẻ thiếu mộc hỏa. Chia sẻ thứ ba, sao băng xương trong bát tự tứ trụ. Hãy toàn chia sẻ hai phương pháp trên giúp trẻ thêm cơ hội thi cử tốt. Phương pháp 3 nếu ứng dụng phù hợp sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất vì liên quan đến sinh thần bát tự. Cả nhà vào web Khải Toàn mục tra lá số hoặc tự tra lịch vạn niên, ghi lại 8 mô, năm, tháng, ngày, giờ sinh. Dựa vào ngày sinh để tìm ra sao văn xương. Người trong mật mã, người trong mệnh có sẵn mật mã văn xương thường là thông minh sáng dạ. Mời cả nhà nhìn vào đồ hình. Giả dụ sinh ngày Giáp có chữ Tỵ trong tứ trụ, hay sinh ngày Tân thấy chữ Tý, sinh ngày Quý thấy chữ Mão. Bước đầu tìm ra mật mã văn xương của mỗi mệnh lý. Bước tiếp theo đứng giữa, đứng chính giữa ngôi nhà, xoay la bàn tìm ra phương vị văn xương. Đặt con vật hay tranh ảnh tương ứng với phương vị. Ví dụ mật mã văn xương là Ngọ, xoay la bàn đến 180 độ. Vị trí văn xương của ngày sinh Ất là Ngọ, 180 độ là vị trí văn xương của ngày sinh Ất. Tại đây đặt tranh hay tượng là hình ngựa. Ví dụ mật mã văn xương của ngày sinh Canh là Hợi, tìm đến 330 độ là vị trí cung Hợi ở Tây Bắc, đặt tranh hay tượng con heo. Bàn học của trẻ nên có tượng con vật theo sao văn xương và có thể đặt bút văn xương, tháp văn xương để bổ trợ thêm. Phương pháp 4. Bài trí bút văn xương, tháp văn xương lên bàn học. Chúng ta có thể bài trí bút văn xương, phù văn xương, kim bài văn xương đế quân hoặc là tháp văn xương hoặc là một chậu cây trúc phú quý là những vật phẩm về học hành bổ trợ cho trẻ thêm may mắn. Với trẻ thiếu kim, bàn học nên hướng về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Trẻ thiếu thủy, bàn học nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Với trẻ thiếu mộc hỏa, bàn học mặc nên về hướng Đông, Đông Nam và hướng Nam. Vật phẩm chỉ mang tính bổ trợ, chính yếu vẫn là sự giáo dưỡng, sự quan tâm của cha mẹ. Cũng như mỗi đứa trẻ có những phẩm chất tư duy học hành không như nhau, thông qua sinh thần bát tự khác nhau. Khải Toàn đã chia sẻ cách kích hoạt sao văn xương và trước khi đi thi nên làm gì để may mắn. 4 phương pháp giúp trẻ học và thi thêm phần hanh thông, chính yếu vẫn là sự chăm sóc giáo dưỡng của cha mẹ. Giả dụ một đứa trẻ có mật mã văn xương trong mệnh, chúng vốn thông minh sáng dạ. Ngược lại, một trẻ không có mật mã sáng dạ, lại trong thời vận kém duyên với sách vở, sẽ vô cùng khó khăn trong việc học hành. Chúng ta là cha mẹ, vốn rất kỳ vọng vào con cái, mong chúng học giỏi, học cao, thành tài để mai sau thành danh đỗ đạt. Thực tế không hẳn như vậy. Khi xưa, Khải Toàn quen biết rất nhiều người buôn bán điện thoại, buôn bán chợ. Họ là hộ kinh doanh nhỏ, họ học hành trung bình, học thì không cao nhưng bươn chải làm ăn rất sớm. Sau này, người nào cũng có tài sản vì mệnh của họ vốn dĩ có tài khố. Nói như thế không phải là việc học không quan trọng, việc học bao giờ cũng quan trọng, còn lại có tiền bạc hay không là mệnh vốn dĩ đã như thế. Việc học rất quan trọng nhưng nó không quyết định một người có thành công hay không. Nếu các bạn thật sự mong muốn con mình đỗ đạt, mong muốn con mình thành tài trong tương lai, nhất là người có ích cho xã hội, hãy quan tâm đến giáo dục chân thiện. Sự giáo dục chân thiện thông qua giáo dục gia đình và giáo dục tôn giáo. Gia đình dạy cho con trẻ sự hiếu kính, dạy cho nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Giáo dục tôn giáo dạy cho trẻ ngũ thường, ngũ giới, mười thiện. Nếu bỏ qua hai nền tảng giáo dục trên, con trẻ khó có thể thành người an vui tự tại khi trưởng thành. Vì xã hội hiện nay thông qua giáo dục xã hội và giáo dục nhà trường dạy trẻ cạnh tranh, đấu tranh, thể hiện thị phi.
Những nền tảng mạng xã hội và truyền thông hiện nay có mấy kênh dạy trẻ học làm người? Hoàn toàn rất hiếm. Tóm lại, nếu chư vị mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, hãy học giáo lý trong kinh và dạy lại cho chúng, để mai sau xã hội được an hòa. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.